Hoa cho cái gia tiên thì có ô về và nhiều quá không cả nhà. Thật ra thì mặt tiền nhà này là ở một con đường rất là lớn và xe cộ đi qua đông đúc, với lại là cũng không muốn dựng rạp ở bên ngoài, bởi vì khi mà dựng rạp ở bên ngoài thì sẽ gây đến một cái hiện tượng làm cho nhà xấu đi. Chính vì vậy bên mình mới đưa ra giải pháp là thôi mình lót thảm đi, mình làm thành một cái vườn ha, mình trang trí hoa rồi mọi người vô cũng khá là xinh, và thế là gia chủ cũng chấp nhận. Nhưng mà ngược lại thì gia chủ ơi, mình phải đầu tư một cái số tiền rất là lớn để chơi hoa bên ngoài, chứ còn không là không đủ. Ôi tôi kệ, làm đi làm đẹp được rồi đó, gia đình ok dễ thương không đó. Mọi người nhìn sau bên trong nè, và đây là cái mâm quả mà 5 triệu một mâm của mình đó, sang xịn mình cũng rất là đẹp nha. Và cái gia tiên mọi người nhìn thì do mình quay toàn thành ra mọi người sẽ thấy nó rối thôi, nhưng thật ra khi cái người mà thực tế cảm nhận nó rất là đẹp, mọi người tin đi. Tại vì thật ra sản phẩm nhà mình làm thì không hẳn là để cho mọi người chụp hình theo kiểu mà ảo ảo như các bạn chụp gọi là có gu để mà chụp thì không đúng đâu, nhưng mà khi mà coi thực tế thì mọi người sẽ thấy rất là wow. Và đơn giản là hình ảnh nó cũng chỉ là một cái tính chất nào đó thôi, quan trọng nhất là người ta đến người ta trải nghiệm mà thấy sự đầu tư của gia chủ. Chính vì vậy cho nên bên mình lúc nào cũng vậy, làm phải nữa ô dèo hoành tráng, và khách nào hợp phân khúc hợp gu mình thì họ chịu chứ thôi. Hoa thì lúc nào cũng vậy, hoa hồng rồi ô hoa ra rồi mỏm sói mau lương, nói chung là kính thưa các loại hoa bên mình đều có xài. Trong này không biết có mau lương không ta, nói hồi mới không bị ném đá nữa. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha, hy vọng cả nhà sẽ đồng hành và cùng mình trên những cái clip mình chia sẻ về nghề trang trí cưới của mình. Và trên đây là một cái gia tiên rất là ố về của mình làm, mình quay cho cả nhà mình xem. Cảm ơn cả nhà nha, mình là Sam Anh Tứ, chuyên chia sẻ những clip hậu trường về hoa cho chính mình làm. Bye bye.